Tại Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đã trao quyết định của Thành ủy Đà Nẵng cho bà Phạm Thị Thảo Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đến nhận công tác tại Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng để chỉ định giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời chúc mừng và kỳ vọng bà Phạm Thị Thảo Nguyên trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bà Phạm Thị Thảo Nguyên cũng bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực không ngừng tu dưỡng phấn đấu cùng đoàn kết xây dựng Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.